Xin lỗi hai chữ bình yên. Có mấy cái điểm lục bục đấy, là lục bục của ấy, của huyện đốt pháo hoa. Họ cho phép một số điểm, một số thị trấn là xã hội hóa. Các nhà vận động, các nhà doanh nghiệp bỏ tiền ra mua pháo rồi đốt. Họ có ngân sách thì mới đâu mà đốt pháo, nó phải tiền tỷ. Đấy, bây giờ nó cứ cháy đi. Ai này bao nào đưa đây cho em. Các cháu đang đốt vàng mã. Thấy nhiều thế nhở? Anh không đốt cho chị, cho chị một tí được không? Chị hết rồi. Thôi mì một. Cho con một tí được, cho em một tí được không? Em hết rồi. Cùng với con chú đốt pháo kìa. Vâng, người ta đốt pháo. Chào các bạn, đây là thời khắc giao thừa. Tháng mà các cháu các con đang đốt mã để đang đốt đốt. Mày chỗ này anh nhé. Có mặt rồi. Em đã làm sai cách rồi. Đúng rồi. Bên kia đốt pháo không kìa. Hình như đốt gì. Xin mời vào. Chào. Đó, nhìn mẹ kìa. Xin chào các bạn. Cả nhà mình sang năm mới Canh Tí 2020 luôn vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công. Mọi điều ước muốn đều trở thành sự thật. Chúc mọi người một năm mới thành công rực rỡ. Canh Tí 2020 chúc bố mẹ và vợ cháu và các con sang năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, phải xin những ý an khang thịnh vượng. Đấy, đó là con gửi bố 500 đấy, cố gắng mà học hành với hai đứa chăm chỉ học chứ không phải là ấy đâu, không được để như năm ngoái. Năm cũ thì tất cả những tồn tại thì ta nên cố gắng học hỏi, cố gắng học hỏi và chăm chỉ cần cù để làm cái thứ này. 500 luôn. Đấy. Con. Đấy. Ra bảo 500 luôn. Này. Cho nó lì xì đây chứ. Lì xì chưa cầm vào đây. Đây, lì xì đây. Cho nó đi lì xì. Nhà năm trước là ta sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Tôi xin. Năm mới là năm cũ đã qua rồi thì tất cả những cái nhược điểm năm cũ ta bỏ qua, bây giờ sang năm mới thì trước hết là sang năm mới là chúc ông bà là mạnh khỏe nè, các con các cháu khỏe mạnh ngoan và học giỏi, tu dưỡng đạo đức cho thật tốt. Và tất cả các công việc là phải hoàn thành. Đâu, hoàn thiện bản thân mình. Đấy. Thế còn là tất cả những cái lời chúc ấy thì làm sao mà phải là cấm được. Cái chuyện để tỏ quá người ta. Thế bà thì bà cứ thắng thì bà yêu bà cũng biết. Nhưng mà đây là ông bà có ít hơn cũng có nhiều. Thứ nhất là cho đây, Đức Anh này. Đức Anh. Bây giờ đến Đức Anh. Hai tay. Nhờ ra hai con kìa, nhờ bây giờ đến em này này. Em ra bảo mà ác lý thật. Trời ơi, em nhá là biết cái đồng ấy rồi đấy. Nhá ạ nào. Đó, xin bà. Đấy, các con học giỏi nhá. Vâng, chú giúp cả nhà nào. Mà, được gấp nào, nhanh lên là được gấp. Mấy cái anh em gắn chương trình đến là phải có bồi dưỡng riêng mà. Vừa giao thừa xong thì trời lại đổ một cơn mưa rất là đẹp nha. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Đó. Vừa giao thừa xong là trời đổ mưa, cả một ngày không mưa. Giao thừa xong là đổ mưa rất là đẹp mọi người nha. Đó, cơn mưa này. Mưa xuân này.